À không, nhưng mà đây là cũng có cả đầu dài à? Đầu dài bán thì em không mua. Vâng, xin chào các bạn nhá. Bây giờ đã là chiều của ngày 21 tháng 3 năm 2019. Trung tâm lại rất vui được đón tiếp Bác Lân. Vâng, đây là xin giới thiệu các bạn cùng là Bác Lân là ở mãi Thanh Liêm, Hà Nam. Và bác rất thích dàn soli. Sáng nay xem clip thấy đăng 3 bộ soli 715. Là mục đích của bác là ra lấy bộ soli 715. Nhưng 715 bác ra chậm quá đã hết. Thì bác lại chuyển sang chơi đời cao hơn, đó là 725. Và 725 nhìn chung kết cấu nó cũng giống 715, nhưng đời nó cao hơn, nó chạy cáp quang rất hay. Và bác đã sử dụng, sở hữu bộ dàn Sony 725. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ đóng dàn cho bác ạ. Vâng. Và xin cảm ơn bác Lân, thế bây giờ ta đóng dàn cho bác nhá. Và ngoài bộ dàn Soli 725 này đóng cho bác Lân thì trung tâm còn rất nhiều dàn như các bạn quan sát này. Phía xa xa kia là dòng Pioneer, loại dàn khủng Bass 2830. Rồi Canvas này, Soli 750 này. Và đặc biệt là trên các trang mạng hiện bây giờ là thiếu vắng A97 nhưng của chúng tôi lại rất là nhiều để phục vụ quý khách. Đây mới là điều quý hiếm. Đây là toàn bộ dòng A97, có loa lóc, không có loa lóc, điện 220V, điện 110 đều có. Và phía xa xa các bạn quan sát đấy là bộ Soli MD77. Và bên phía bên này thì lại càng nhiều dàn lạ nữa, tức là dòng dàn chung, giá sinh viên cũng có. Và những bộ dàn chung thuộc dạng quý hiếm như những bộ Canvas này, H5 này cũng có. Đây là bộ Canvas H5 này. Còn đây là dòng dàn đỉnh cao công nghệ âm thanh MD919, MD717, rất là nhiều. Đấy, phía dưới càng nhiều nữa. Ngoài ra tôi còn rất là nhiều loại dàn độc dị này. Ví dụ như con này là Sansui 701, mặt màu vàng chanh, loa gỗ. Phía sau đó là con chó nghe kèn Victor Pioneer X750. Và nếu bạn nào có nhu cầu dùng dàn, xin liên hệ với tôi theo số điện thoại 0952 760098 hoặc tìm về trung tâm điện tử Hữu Thuấn, Cầu Giàm, Ninh Giang, Hải Dương, đó là địa chỉ của tôi. Rất mong được đón tiếp các bạn cũng như là được phục vụ các bạn. Ngoài hệ thống dàn âm thanh nghe nhạc ra thì các bạn xem tôi rất nhiều các loại âm thanh hai chức năng này. Đây là những dòng loa bass full để hát karaoke và rất là nhiều các bạn nhé. Và bên này là những cái dòng loa bass củ full, bass 30, củ 190, loại K6012, loại đặc chủng của nó này để hát karaoke và nghe nhạc rất hay, nguyên thùng hộp tôi chưa bóc ra.
Đâu ra đây chơi nhá. Dạ, nữa thì tôi ấy chứ tôi mình ăn kem gút được. Vâng ạ. Ăn kem gút đừng đầy bằng nào. Vâng. Cố gắng kiếm cái kiểm nhá. Vâng vâng được rồi. Ok đây.